Hai bao nhiêu con anh? 20 con vẫn còn đủ hai. Giời ơi, xin chào các bạn nhá. Đây là đàn vịt của bác Hoạch đây này. Vịt này nuôi được một tháng chưa anh? Chưa. Mới ăn 20 ngày thôi. Ăn bún ở mầm như quân trận này. Nhìn chưa? Khoảng gần cân một con rồi đấy. Nhưng mà vịt này phải nếu mà đẻ phải 2 tháng nữa mới đẻ được nhỉ? Không, 6 tháng sau. À 6 tháng nữa mới đẻ cơ. Bây giờ mới được một tháng thôi. Nhìn chưa các bạn, nhìn chưa? Ui giời, con ăn ác chiến nhỉ. Đấy toàn bún với rau rồi. Rất dễ nuôi nhá. Đánh vịt này mà đánh tiết canh ăn ngon lắm. Tiết canh vịt, tiết canh ngan đấy, là món khoái khẩu đấy. Vịt ăn rất đẹp mắt nhá. Lớn như thổi, vịt này chưa mọc lông cánh. Vịt này chưa mọc lông cánh các bạn ạ. Đấy, đàn vịt 20 con. Sắp được giết thịt rồi. Đây vịt thả trên ao đây, một cái ao đang xây thành xung quanh nhá. Đây là ao xây thành xung quanh chuẩn bị thả cá chê này, ba này. Cá chê ba đây, thành xây xung quanh rồi, ao mới bơm nhá, mới thu hoạch cá rồi các bạn nhá. Đấy, còn đây là nuôi vịt đẻ đây, nhưng mà con nào cái thì để đẻ, còn con nào đực thì là giết thịt. Đấy, chỉ để nuôi ăn thôi chứ không bán, không kinh doanh đâu. Đấy, đàn vịt ăn nhìn rất đẹp mắt. Đây vịt tên gọi là vịt super. Vịt này con to phải 3-4 cân đấy. Vịt super trắng tinh. Con to nó phải 4 cân, con đực phải 4 cân. Con cá cũng phải hơn 3 cân. Ôi, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.